Người đàn bà chuốc thuốc mê gia chủ ở Kiên Giang, sau khi cướp tài sản bằng thuốc mê, được quái Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh Hạnh bỏ trốn qua nhiều địa phương và xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Ngày 30 tháng 12, Công an thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Bộ Công an tiếp nhận đối tượng truy nã Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh Hạnh, sinh năm 1980, ngụ quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, do phía Công an Trung Quốc bắt và trao trả tại cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng. Hạnh bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tiên ra quyết định truy nã ngày 26 tháng 4 năm 2016 về tội cướp tài sản. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2015, Hạnh đến nhà chị Phạm Thị Miền, ngụ thành phố Hà Tiên, để xin việc làm. Sau đó, Hạnh vào bếp nấu ăn, lợi dụng lúc chị Miền không chú ý nên bỏ thuốc mê vào thức ăn. Sau khi dùng bữa xong, chị Miền và anh Nguyễn Tấn Bửu là bạn chị Miền cảm thấy buồn ngủ và mê man ngay sau đó. Biết con mồi đã mắc bẫy, Hạnh liền lấy một bộ vòng và một chiếc nhẫn trọng lượng 1,13 lượng đang trên, đeo trên tay của chị Miền và anh Bửu, 5 điện thoại di động, một máy tính bảng và 5 triệu đồng. Sau khi gây án, Hạnh bỏ trốn qua nhiều địa phương và xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc cho đến ngày bị bắt giữ.